Hello, xin mến chào tất cả anh em. Thì theo nhu cầu của anh em thì hôm nay em sẽ làm một cái video để giải đáp một số thắc mắc anh em nhé. Nhiều anh em hỏi em là hai cái mẫu đẩy LA650 và LA850 thì là cái chất âm của nó ra nó có khác gì nhau không? Thì hôm nay em sẽ kết nối hai cục đẩy này. Đó, em sẽ link nhé, từ cục đẩy LA650 link xuống cục đẩy LA850 và tất cả lấy tín hiệu nhạc từ điện thoại vào hết anh em nhé. Đó, đây cho anh em xem. Đây là hai dây loa của cục đẩy LA650 này. Đó, và dây tín hiệu nhạc. Đó, em lấy từ điện thoại, em cắm trực tiếp vào cục đẩy LA650. Đó, dùng một cặp jack ca lông anh em nhé. Đó, dùng một cặp jack ca lông cắm từ đường link của cục đẩy LA650. Đó, cắm xuống đường input. Đó, cắm xuống đường input của cục đẩy LA850. Đó. Để tí nữa em sẽ test cái hai cục đẩy này để anh em nghe chất âm nó có khác biệt gì nhau. Đó, đây là dây nguồn của cục đẩy LA650. Đây là dây nguồn của LA850 anh em nhé. Đó. Và cái cặp loa trên này thì là em sẽ đấu vào cục đẩy LA650. Đó, cặp loa dưới thì sẽ là cục đẩy LA850. Anh em nghe xem có gì khác biệt không nhá. Ta sẽ bật công tắc nguồn, đúng không ạ? Đó. Bật công tắc nguồn của LA650 trước cho anh em nghe này. Đó. Mở đoạn nhạc remix trước này. Rồi. Kênh 1 này. Đó, loa này nhá. Loa này anh em nhá. Loa 2 này. Rất là chắc. Rất chắc anh em nhé. Nghe rất phê anh em nhá. Đang lấy nhạc trực tiếp từ điện thoại cắm vào cục đẩy anh em nhá. Không có qua một cái thiết bị vang lọc lân gì hết. Đó, không có qua bộ xử lý âm thanh anh em nhá. Đây đang nghe trực tiếp cục đẩy LA650. Đó. Đó, rất là uy lực đúng không ạ? Anh em nghe thấy thế nào ạ? Chất âm ra rất hay anh em nhé. Đây là chất âm cục đẩy LA650 này. Thì em sẽ vặn xuống anh em nhé. Và em sẽ bật cục đẩy LA850 lên. Đúng không ạ? Đó, để cho anh em nghe chất âm nó khác gì nhau không. Bắt đầu à. Cho nhạc lên nhá. Em sẽ cho nhạc lên một chút. Đó. Bật kênh này à. LA850 đánh loa dưới anh em nhá. Anh em nghe đấy ạ. À? Em nghe nó cũng khác gì nhau anh em nhá. Hai cục đẩy này chất âm nó như nhau. Nó chẳng qua là cục đẩy là 850 này công suất nó lớn hơn thôi.
nhà rất là phê đúng không? Mở cả hai nhá, mở cả hai cũng đẩy anh em nghe xem khác. Đó, đang mở hai cũng đẩy luôn, đang mở hai cũng đẩy cùng một lúc anh em nhá. Đánh hai cặp loa bass 30. Rất chắc tiếng đúng không ạ? À? Quá hay. Đó, tắt cụ lẩy là 850 rồi. Anh em đang nghe cụ lẩy là 850 nhá. Đó. Bây giờ em tắt cụ lẩy là 850 đi đúng không ạ? Em mở cụ lẩy là 850 cho anh em nghe này. Đó. Đang nghe lẩy là 850 nhá. Nghe phê mà không khác gì nhau đâu nhá. Đó. Mở là 850 rồi đúng không ạ? Nói chung là rất là tuyệt vời. Để cho anh em nghe phân biệt thêm nữa thì em sẽ mở một bài nhạc có lời. Đó, mở bài nhạc tiếng nhan, tiếng loa có lời anh em nhé. Anh em nghe. Đó, sẽ mở cục đẩy là 850 trước đi. Đó, nghe tiếng sáng mà. Rất là sáng tiếng anh em nhé. Chất âm quá tuyệt vời đúng không ạ? Với cục đẩy này anh em chơi trong gia đình không còn gì phải suy nghĩ nữa. Đó. Bàn anh vì nước, vì anh vì máu tâm quá xa là hay vàng. Đúng ạ. Lời tôi lính chiến nhưng vẫn mộng về. Bát rất sâu đúng không ạ? Tiếng check thì rất là tan. Nó rất lầy. Em sẽ mở nhạc vàng con đa 650 à. Anh em nghe đây ạ. Chưa qua thiết bị. Chưa qua một thiết bị gì hết mà nghe chân nó đã như thế này rồi. Rất là ok đúng không ạ? Quá khủng khiếp. Xưa thân ai, anh gửi lại cho ai? Gió mùa xuân em đưa, mở hai cũng đẩy liền đúng không? Sông Hàn câu nửa thương, anh cùng tôi bước nhỏ. 650, áo quần nhau 850. Xuân hồ. Em tắt 650 đi rồi. Đấy, đang nghe 850 anh em nhá. Nghe thế nào ạ? Quá phê đúng không ạ? 650 này. Ngày xưa thân ai, không khác gì nhau đâu. 850 con dừa xanh lão sao anh cùng tôi chốn ngủ xa ngồi yên lá đổ trong mây chim trắng thuyền mơ một nàng tiên dịu hiền. Đêm đêm nằm nghe súng nổ và cả hai đẩy luôn. Với cái dòng đẩy này thì theo em nghĩ thì nó chất âm thì nó rất là ok, rất là sáng tiếng. Và hai cục đẩy này thì nó cho ra chất âm thì nó không khác gì nhau anh em nhé. Nó chỉ có khác một cái là công suất của cục đẩy là A850 này.
thì nó cao hơn cục đẩy là 650 này anh em nhé. LA650 nó là 600W, LA850 nó là 800W trên một cây. Đó, cục đẩy này thì 600W trên một cây. Đó, và hai cục đẩy này thì nó đều chạy mạch class 2H. Đó, sò LJV kép. Cục này thì nó lên tới 20 sò anh em nhé. 650 này 20 sò. Còn cục LA850 này là 24 sò. Đó. Biến áp thì là biến áp đồng hết. Con này thì em cũng đã mở lắp rồi, hai con này đã mở lắp rất nhiều rồi để cho anh em xem nội thất bên trong. Đúng không ạ? Thì với cái video hôm nay thì em làm đó là để test chất âm của hai cục đẩy này để cho anh em nghe phân biệt anh em nhé, anh em đỡ thắc mắc. Thì với cục đẩy là 850 này, riêng con này nó chơi được hai cặp bát 30 này rồi anh em nhé. Đó, cái con dưới này này, con dưới này này, đấy, con là 850 này nhá, là đã chơi được hai cặp bát 30 này. Đó, hai cặp bát 30. Còn cái con LA650 này cũng chơi được 2 cặp bát 30. Nhưng khuyến cáo anh em là nó chỉ chơi được cặp loa bát 30 quay 76 thôi anh em nhé. Anh em lưu ý cho em. Và cái phòng là trong phạm vi là nhỏ thôi. Phòng chỉ tầm 25-26m2 thôi, đổ lại anh em nhé. Thì là nó sẽ chơi, nó sẽ bền hơn. Tất nhiên thì chơi thì vẫn chơi được. Nhưng mà nó cho ra một chất âm thì nó không được chuẩn nhất anh em nhé, nó không được căng, nó không được chắc anh em nhé, bởi vì nó thiếu công suất. Nhưng anh em mà chơi trong phạm vi từ 25-26m2 đổ xuống đến 20m2 thì là rất là ok, rất là ok. Còn đối với con này thì là 850 này thì chấp hết anh em nhé, chấp hết, chấp cả hai cặp luôn, hai cặp 30 luôn. Thì hôm nay em làm cái video này thì cũng là để cho anh em nghe lại chất âm của hai cục đẩy. Anh em xem video thấy hay nhớ like, thì cho em xin một đăng ký kênh. Còn em xin báo giá lại với anh em, cục đẩy LA650 này bên em đang bán với giá là 4.300.000 đồng, và cục đẩy LA850 này là giá 5 triệu anh em nhé. Đó, 5 triệu LA850. Đó, thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.